chiến là thứ vũ khí duy nhất gắn liền với nhân vật. Bạn có thể không có vũ khí chính, vũ khí phụ, nhưng cận chiến luôn phải có. Thêm nữa, cận chiến không thể nào trao đổi hay cho mượn được. Chính vì vậy, sở hữu những cây cận chiến đẹp, chất sẽ đem lại sự khác biệt cho các xạ thủ. Sau đây hãy cùng top gì đây điểm lại top 5 vũ khí cận chiến được chơi nhiều nhất lúc đột kích mới được thịnh hành trong làng game Việt. Dao quắm là một vũ khí quá quen thuộc với các game thủ ưa bộ môn cận chiến. Chế độ chém đặc biệt có khoảng cách xa, đường chém vòng theo chiều ngang nên dễ dàng xoay sở khi đối thủ chạy vòng ra sau. Chém thường tốc độ khá chậm và phá giáp không tốt. Nhược điểm của dao quắm là tốc độ delay chậm nên sau khi chém phải nhảy lùi hoặc chạy vòng quanh để tránh đối thủ phản đòn. Rìu là vũ khí cận chiến phá giáp cực mạnh, chỉ cần chém thường vào đầu là sẽ lên bảng ngay. Dù cho đối thủ có trang bị đầy đủ giáp đầu, cộng với tốc độ chém nhanh, đây sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của những game thủ ưa cơ động và chuyên săn táo. Đối với chế độ chém đặc biệt thì khoảng cách chém xa hơn nhưng tốc độ chém lại chậm hơn. Nhược điểm của Rìu là phạm vi chém ngắn và hẹp theo chiều dọc nên dễ miss. Sẻn, đối với ai hay chơi dòng cận chiến có thể đánh giá là một vũ khí vô cùng ảo. Nổi bật nhất của sẻn phải nói đến đường chém cực kỳ biến hóa, đập xuống một lúc mới chết khiến đối thủ không biết đường nào mà tránh. Khoảng cách chém của sẻn cũng rất xa hơn quắm và rìu rất nhiều. Mới đầu chơi sẻn người chơi sẽ gặp khó khăn nhưng một khi đã quen thì sẽ gần như không có đối thủ. Nhược điểm của sẻn là chém thường quá yếu. Hầu hết những ai chơi sẻn đều chỉ sử dụng chém đặc biệt. Bên cạnh đó tốc độ chém cũng hơi chậm. Yuku Baton lộ rõ ra rất mờ nhạt trong một sự kiện vòng quay may mắn của VTC và từ đó đến nay mất tích luôn. Thực ra Yuku Baton rất hợp với khuynh hướng của thời thế thời đại vì nó ít tính thành tội mà thay vào đó là hòa mục với người chơi. Mình cũng không hiểu tại sao lại không được hưởng ứng từ phía nhà phát hành nhỉ. Lợi thế khi sử dụng nhanh, mạnh, phá giáp hiệu quả, chém đặc biệt với tầm rất xa, khó lường, có uy lực là một hit một kill. Còn một nhược điểm thì chém không xa, chém đặc biệt lại chỉ theo đường thẳng, né được là dễ bị thịt luôn. Cấu tạo của Nash trong CF không khác lắm so với dao quân dụng ở ngoài đời. Cũng có mũi nhọn, lưỡi sắc bén và phần sống dao có răng cưa. Phần thân dao có khả năng có thêm rãnh dùng để giảm trọng lượng. Lưỡi dao loại xịn được làm bằng thép không rỉ, rất cứng và dày. Cán dao tùy loại có khả năng bằng nhựa, cao su, gỗ hoặc kim loại. Đối với dao quân dụng thì phần vành có thiết kế thêm bộ phận gắn vào súng để làm lưỡi lê tiêu biểu giống như AK-47 Knife. Trong game thì dao cực kỳ bổ ích. Tốc độ cực nhanh, gọt tá một lần được đến hơn 90 máu, hơn hẳn cả sẻn và katana. Còn chém đặc biệt thì tùy vào vị trí có khả năng lên đến 100 máu kể cả giáp. Tiếc là từ khi VTC loại bỏ Knife trong kho đồ thì những tín đồ của Knife cũng giống như môn phái cho dao đã không còn đứt sống nữa. Knife bây giờ chỉ chấp được bán qua webshop hoặc nhiệm vụ trong game với số lượng hạn chế.